Ngày 28 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức cùng phòng cảnh sát giao thông PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được nhóm người đi ô tô tấn công tài xế xe buýt và đang mời làm việc để xử lý theo quy định. Trước đó, trưa ngày 27 tháng 7, ông H lái xe buýt thuộc tuyến số 8, bến xe quận 8, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đi trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị một ô tô gồm tài xế và 4 người trên xe chạy tạt đầu và không cho xe buýt vượt lên. Khi ô tô vừa qua khỏi vòng xoay đường Hiệp Bình, Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh thì dừng lại đón người. Cùng lúc xe buýt cũng dừng trạm gần đó nên ông H xuống xe nói chuyện với những người trên ô tô. Trong lúc nói chuyện, ông H và nhóm người đi trên ô tô cự cãi. Sau đó, ông H bị nhóm này đánh nằm gục xuống đường rồi lên ô tô rời đi. Ông H bị đánh gãy răng và một số vết thương ở mũi, tay. Sự việc được một số người dân dùng điện thoại quay lại và đăng tải trên mạng xã hội.